Xin chào các bạn, video này chúng ta sẽ làm một cái bài tập như sau. Kết nối một nút nhấn với lại cần AVR và một cái đèn LED với AVR. Khi mà mới khởi động thì bóng đèn LED sẽ tắt đi. Và chúng ta sẽ nhấn vào nút on off. Nhấn vào đây thì bóng đèn LED nó sẽ mở lên. Và khi bóng đèn LED nó đã mở rồi, nhấn một lần nữa nó sẽ tắt đi. Như vậy một cái nút nhấn nó có cả chức năng tắt và mở bóng đèn luôn. Bây giờ chúng ta đi viết chương trình, tạo project mới, file new project net. Ở đây mình đặt tên là nút nhấn on off đi. Tên của project mình đặt tên là nút nhấn on off luôn. Tần số mình chọn là 16 m net. Bây giờ mình nối nút nhấn vào cái chân là B0. Như vậy mình phải cho cái bit DDRA chấm bit thứ 0 là bằng 0 các bạn. Chân BA0 là ngổ vào. Tiếp theo mình cho một A chấm bit 0 bằng 1. Này là cho phép điện trở treo tại chân BA0. Và ở đây mình kết nối LED với lại chân BC0. Như vậy chân BC0 sẽ là ngõ ra. DDRC chấm bit thứ 0 bằng 1. Chân BC0 là ngõ ra. Output bọt C chấm bit thứ 0. Trạng thái ban đầu của nó sẽ là tắt bóng đèn LED, cho nên mình xúc mất 0 ra. Nên dùng để tắt LED. Trong chương trình chính mình sẽ xét. Mình sẽ xét nếu nếu mà chân bin a chấm bit thứ 0 mà bằng 0, tức là có nhấn nút đúng không? Thì đơn giản là mình sẽ đảo trạng thái, mình sẽ đảo trạng thái của cái chân thứ 0 của bọc xe lại các bạn, đảo trạng thái lại, đảo cái bit đó lại, chấm B0 bằng đảo một bit, các bạn dùng dấu chấm than, dấu not đó. Đảo bit thứ 0 của bọc xe. Tức là nếu có nhấn nút thì đảo trạng thái của cái bit thứ 0 của cái bọc xe lại, tức là BC0. Như vậy có ổn chưa, hay mình biên dịch chương trình mình chạy thử. Mình chọn tới file chương trình. Vô đồng ngồi là tần số là 16 m. Ok, bây giờ mình chạy cho các bạn xem. Mình nhấn nút thử, các bạn thấy bóng đen nó sáng lên. Nhấn nút nó vẫn sáng. Bị xui đúng không? Bị xui cho nên nó vẫn sáng. Nhấn lần nữa nó tắt rồi đúng không? Hên hên cho nó mới đúng. Viết như thế này nó vẫn còn hên xui các bạn. Nhấn nó vẫn đổi trạng thái, nhưng mà có lúc nó lại giữ nguyên, có lúc nó lại đổi. Thì tại sao lại như vậy? Tại vì cái chương trình của chúng ta nó chạy rất là nhanh. Ban đầu nó kiểm tra lúc mà mình đang nhấn, lúc đang nhấn xuống như vậy nè, nó kiểm tra cái chân này đang được nhấn đúng không, thì nó vào nó đảo trạng thái của cái đèn LED lại. Sau đó nó chạy lên nó kiểm tra tiếp, chúng ta vẫn còn đang nhấn mà, nó kiểm tra nó thấy vẫn đang nhấn, nó lại tiếp tục đảo trạng thái nữa.
cho nên chương trình của chúng ta nó chạy vẫn chưa chưa có ổn định, chưa có được. À, thì bây giờ mình thêm vào như sau. À, bây giờ mình sẽ đợi. Ở đây mình chưa có thoát khỏi if mà mình dùng thêm một cái while nữa, mình đợi. À, khi nào mà cái bit thứ 0 của cái bọt A mà nó vẫn còn bằng 0, à, thì mình cho nó đứng yên tại chỗ luôn bằng cách là dùng cái vòng lặp while và cái điều kiện chân thứ A của bọt C đọc về là bằng 0. Nếu điều kiện này đúng thì nó đứng ngay tại chỗ, trong trong cái thân của vòng while này nó không có một cái lệnh nào hết thì nó sẽ đứng tại chỗ ngay tại đây. À, cho tới khi nào cái chân này nó lên lại mức 1 thì lúc đó chương trình của chúng ta mới chạy tiếp, quay lên kiểm tra lại tiếp lần thứ hai, tức là lúc đó mình đã nhả cái nút lên rồi. Bây giờ mình biên dịch chương trình và mình chạy lại, nhấn sáng, nhấn một lần nữa tắt. Bây giờ chương trình của chúng ta nó chạy ổn hơn rồi. Tuy nhiên cái chương trình này nó chỉ chạy được trên cái chương trình mô phỏng Rotate thôi các bạn. Thực tế các bạn còn gặp một cái vấn đề nữa, đó là cái nút nhấn của chúng ta nó sẽ bị dội phím. Nếu các bạn làm trên mạch thật á, cái nút nhấn nó sẽ bị dội phím. Thì dội phím là sao ha, các bạn xem cái hình. Ban đầu thì cái trạng thái ngỏ ra nếu mà mình chưa nhấn nút thì nó là ở mức 1 đúng không, nhưng mà khi mình nhấn nút một cái nó chưa xuống mức không ngay các bạn, nó chưa có xuống mức không ngay mà nó trải qua một cái giai đoạn chuyển tiếp từ mức 1 sang mức 0, và trong cái giai đoạn này mức logic của nó thay đổi liên tục, nó không có ổn định. Tương tự như vậy khi các bạn nhả cái phím lên thì nó cũng không lên mức 1 ngay mà nó trải qua một cái bước chuyển tiếp. Bước này nó không xác định được cái mức logic, và mức logic của nó sẽ bị thay đổi liên tục từ 0 lên 1, từ 0 lên 1. Và cái khoảng thời gian chuyển tiếp từ lúc mức 1 cho đến nó xác định là mức 0 thì nó khoảng tầm khoảng 20 mili giây. Và cái khoảng thời gian đó người ta gọi là thời gian bị dội phím. Và chúng ta viết chương trình chúng ta phải chống dội cho cái nút nhấn. Thì có nhiều cách chống dội khác nhau ha. Ở đây mình dùng cách đơn giản nhất, đó là dùng phương pháp delay. Đó là mình khi mà kiểm tra thấy nó ở mức 0 rồi thì mình sẽ delay 20 mili giây. Cái thời gian này là thời gian nó bị dội phím các bạn. Sau đó mình kiểm tra lại tiếp tục một lần nữa. Nếu nó vẫn bằng 0 thì mình mới chấp nhận lúc đó là nút nhấn đã được nhấn rồi. Mình mới chạy cái đoạn chương trình ở phía trong này. Thì cái delay này là để chống dội, chống dội. Thì không phải cái loại nút nhấn nào nó cũng bị dội phím khoảng 20 mili giây hết, mà cái nút nhấn của các bạn nó càng lớn, cái tiết điểm nó càng lớn, kích thước của nút nhấn càng lớn thì cái thời gian nó bị dội phím nó càng dài ha. Cho nên các bạn phải điều chỉnh. Mình biên dịch chương trình. Mình chạy mô phỏng lại cho các bạn xem thì kết quả nó vẫn như cũ rồi. Tại vì chương trình đây là chương trình mô phỏng, nó hơi hơi khác so với thực tế một xíu, nhưng mà chương trình của mình đã viết ra nè, nó có thể chạy được mô phỏng và có thể chạy được trên mạch thật luôn. Thì thật ra đoạn chương trình này chẳng qua là mình kiểm tra thấy nó xuống mức không đúng không, giả sử mình kiểm tra ngay tại đây đi, ngay tại này là nó mình đọc được về là mức không, thì mình sẽ đợi thêm 20 mili giây nữa, 20 mili giây nữa. Nếu mà nó thật sự ở mức không thì mình mới kết luận là cái nút đó được nhấn và mình chạy một cái đoạn lệnh gì đó. Còn nếu mà sau 20 mili giây nó không có xuống mức không mà nó quay trở lại mức 1 thì lúc đó nút nhấn của mình nó vẫn còn đang bị dội phím, đang ở trong quá trình là chuyển từ mức 1 sang mức 0 mà mình chưa có thực hiện cái gì hết. Thì đó là cách kiểm tra đơn giản nhất. Một cách khác đó là người ta chia nhỏ quá trình kiểm tra ra, tức là thay vì chỉ kiểm tra một lần. Một lần ở đây kiểm tra sau 20 mili giây kiểm tra một lần thì người ta chia nhỏ ra bằng cách cứ mỗi 1 mili giây người ta kiểm tra một lần.
Rồi, để mình làm ví dụ luôn cho các bạn xem. Anh sai. Mình khai báo thêm một cái biến đếm y à, và mình sẽ chia nhỏ ra, mình không kiểm tra một lần như thế này mà mình chia nhỏ ra. Mình kiểm tra nhiều lần bằng vòng lặp for, kiểm tra khoảng 20 lần. For y bằng 0 y nhỏ hơn 20, tăng y lên 1 à, và mình kiểm tra nếu nếu cái bit này của mình mà nó bằng 1 à, thì mình break thoát khỏi vòng lặp for tại đây. Nếu mà mình kiểm tra 20 lần à, ở đây có delay 1 mili giây, sẽ sau mỗi mili giây mình kiểm tra một lần 1 mili giây à, sau mỗi mili giây mình kiểm tra một lần, nếu mà mình thấy nó bị dội lên mức 1 trở lại thì mình thoát luôn, và mình kết luận là à, phím nhấn của mình không có được nhấn. Còn ngược lại, nếu mà sau 20 lần kiểm tra mà nó đều bằng mức 0 hết thì mình sẽ kết luận là lúc đó là có nhấn nút mà. Cho nên ở đây mình sẽ dùng if, mình bỏ, mình kiểm tra if y nó có bằng 20 không. Dĩ nhiên nếu mà cái vòng lặp for phía trên mà nó đang chạy nửa chừng mà nó bị thoát ra bằng limit thì y không thể nó bằng 20 được ha. Chỉ khi nào mà toàn bộ cái số lần kiểm tra này, 20 lần kiểm tra mà cái chân mà cái bit pin A.B0 của mình mà nó bằng 0 hết thì lúc đó mình mới kết luận là có nhấn nút và mình thực hiện cái lệnh đây. Mình biên dịch chương trình, mình chạy lại chương trình cho các bạn xem à, thì nó vẫn chạy như cũ rồi. Tại đây là trình mô phỏng mà, cho nên nó bỏ qua một số cái vấn đề của thực tế à, cho nên thì đây là cái cách chia nhỏ rồi kiểm tra nhiều lần. Rồi, video của mình đến đây là hết ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.